Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở cho mình. Mình là Zuma đây. Đấy, thì hôm nay mình sẽ đến một tựa game mới, đó chính là Dragon City. Đấy, thì thích video nhớ cho một like, xem đăng ký nha. Đấy, mọi lần chúng mình đã kiểu như là mình đi bắt hóa thành cá sấu này, khủng long này, các kiểu con là điểu này. Đấy, cá mập này, rồng này, mình hóa thành rồng luôn nhá. Đấy, hóa thành rồng luôn anh em ạ. Hóa thành rồng thì hôm nay mình đã quyết định là đi nuôi rồng của bạn. Đấy, nuôi cả rồng luôn đấy, mình gọi là chất như nước cất chứ nhỉ. Đấy, đây thì người ta gọi là Dragon City này bạn, này thành phố rồng. Úi giời, lắm đảo thế, lắm rồng bị giam cất thế nhưng mình không thể lấy ra được bạn ạ. Ui rồi, legend luôn này. Và ai lắm rồng thật sự bạn ạ thì mới vào, nó sẽ cho mình vài con rồng. Đấy, để mình xem cho mình con rồng gì nào. Đầu tiên có con nào núp sau này này. Gì đây? Italios bạn ạ. Con level 10 luôn ạ. Ôi hừ như chó đẻ này. Ui giời ơi, kinh đẻ ơi. Con này có 2.800 HP và 500. Thôi kệ đi, anh chả cần quan tâm đâu bạn. Đây là skin của nó này thôi, mình sẽ cho cái skin bé bé đi. Đấy, chủ tịch giả vờ vào cái kết ấy. Đấy, có gì không? Ok, con này lên level 11 luôn ạ. Kinh bậy. Ồ, con này lên level 11 rồi. Đâu, để xem nào. Đây là cái gì ta? Đây là Lotea. Đấy, Lotea. Đấy, con này tên rất là bựa nha, Lotea. Ôi ơi, một con rồng nhỏ cutia cũng level 10 luôn con ạ. Ôi giời ơi, lên được level 11 rồi. 3.000 máu. Ok, con này thì có các skin này, lớn hơn này, lớn ngầu này, vàng rồng. Được của nó đấy. Ok, ở đây là có, à hình như con này mình có rồi các bạn ạ. Đây, ở đây là có các con rồng mới này. Rồng Messi, Netsinia đấy, Netsinia đấy. Đây gọi là rồng khối vuông. Đấy, nếu mà nó biết thì con này nhìn khá là quen mắt. Giống như đấy, bạn mình sẽ cho là cutia đi. Đây gọi là Luz. À, đây là một con rồng cầu thủ trắng. Ôi sao hà mặt trước quả bóng này. Ôi nhảy quá đó. Được của nó nhờ. Làm gì đây? Có vậy chưa à? Ok, mình sẽ đặt tên cho con rồng này sẽ là Messi đấy. CR7 đấy. Không, mình đặt tên cho là CR7 đấy. CR7 đấy, nó phải như thế chứ nhờ. Ok, con rồng này mình sẽ đặt tên là CR7 như bạn đấy. Con này khá chất. Nâng lên nào. Ồ, mình sẽ nâng lên level mấy ta? 4 này. Đấy. Wow, lên cấp luôn bạn ơi, quá đẳng cấp. Mình nhìn đây, lên cấp lớn hơn này. Y dày luôn kìa. Ôi ngậm bó. Đặt chân lên pha này bạn vô lý. Rõ ràng là đi đá bóng, ai cho đặt chân lên bóng đâu đúng không? Thôi mình cứ nâng đi, nâng lên level mấy thì lên đi. Wow, lớn luôn mà. À, sút. Ui ơi, tăng bóng quá kinh thế. Ui là ý ấy à, được rồi, được của nó đấy. Mình sẽ cho lên level cao nhất nha các bạn. Đấy, cái quái nào mình đi mình. Ok, mình sẽ cho những con mà mình hiện tại mình thấy đang mạnh. Mình sẽ cho nó lên mạnh mạnh tí đấy. 15. Rồi nếu mình bán con này đi 100k kim cương. Wow, wow, ok, mình sẽ nâng những con chủ lực của mình như bạn đấy, những con mạnh nhất của mình cảm thấy nó mạnh. Đấy, đây, 15 luôn, đó, nhìn con nào nhìn nó chất là biết liền. Ok, 11, 12, 13, 14, 15, ok, nó chắc là cho skin con này, skin đấy này, đó, skin to, nó chất. Con này gọi là, mình không biết đấy, con này gọi là không tên nhưng các bạn đấy. À, chết. Từ để mình, từ để mình nãy mình lỗi các bạn ạ. Đấy, không tên đấy, quá đẳng cấp đó. Được rồi, không tên nhá. Ok, ở đây có EP này, kinh thế, nhận vàng này, có cả xiên luôn kìa các bạn. Úi giời ơi, có xiên luôn đấy. Quá đẳng cấp. Ở đây có một con Scotter này. Con này nhìn nó chả chất gì. Nhìn bé tí tí đã thấy còn thâu loại. Không thích mà ạ. Ok, ở đây có một khu vực lai này. Lai giống, lai rồng đấy các bạn. Lai rồng đấy. Mình có thể lai hai con rồng nhau. Ok, giới thiệu sơ đi. Ôi đấy, giờ mình vào xem có gì không. Ổ trứng rồng này, chỗ thức ăn này. Đấy, để cho tất cả đi. Đấy, rồi
Ở đây có một cái battle các bạn ạ. À, một cái đấu trường à. Đây có một cái đấu trường các bạn. Nào, ở đây à. Cần một con hệ lá và level 4 bạn ạ. Ui giời. Hệ lá level 4 à. Cây tê nhờ. Đây mình muốn đấu với mấy con này cơ nhưng tôi kệ, không cho đấu thì thôi nhá. Không thèm. Ok, để mình xem có gì không nào. À, đây là đánh nhau à. À, team mình sẽ xét team của mình. Team thì mình, ui con nào mạnh nhất. Không tên mạnh nhất này các bạn. CR7 mạnh nhì này. Lô che cái quên chưa đặt tên cho lô che. Lô che tên sẽ là con này mình thấy giống con gì ta. Mình sẽ đặt tên cho nó là từ để mình đặt tên đã chứ. Rồng vàng đấy. Vàng rồng đấy, thế đó chất nhá. Vàng rồng này đấy nhá. Vàng rồng như bạn đấy nghe vậy biết thừa. Mạnh mẽ ơi. Vậy thì ui bố mình cũng mua vàng xong cái vỏ vàng nó bị nứt dài bạn đấy, thì cuối cùng là lại phải đi gọi là gì, người ta đã đổi đúng không? Ừ, đổi qua nạ. Ơi giời ơi, đè làm. Ơ mình phải xét lại team à. Ok được rồi. Ok đấu cái này rồi. Companion lên, chắc chắn mình sẽ thắng đấy. Ui giời, có level 4 đây à. Ok mình ơi, cái này tự động đánh. Ui mình đánh one hit luôn cơ. Đây là các tuyệt chiêu của mình. Storm and Hit này. Ở đây có các hệ khắc chế nha các bạn. Wow. Slow stop. Wow. Sút phát chi luôn. Quá đẳng cấp. Skill đây. Rông lửa đẳng cấp. Nuka hit. Cha. One hit. Wow. Mạnh dữ hấy. Được. Ok mình sẽ combat thêm thanh niên này nữa. Nào mình sẽ cho x1 thôi. Hệ nước à? Nước thì mình nhớ là thủy hỏa thổ. Ô mình rõ ràng là thổ khắc nước mà. Thế cuối cùng là gì khắc nước ta? Thổ khắc nước. À, mộc khắc. Giờ thì mộc khắc thủy à? À không, đúng là mộc phải khắc thổ chứ. Cái này nó sắp xếp hơi lộn xộn tí thì buồn quá. Rồi, cứ cho Sarian Dragon có hệ băng ra đấy, cho một phát à đen bụp. Tèo chết 3000 đam, quá đẳng cấp. Ok mình cho x2 đi. Biển à, biển à, được của nó đấy. Nào có con nào khác chế không? Mình sẽ cho là vàng dòng đi. Vàng dòng thì bỏ đi, chắc là chỉ toàn phun lửa thôi. Nuclear hit. Cha xuất phát tèo. Bay màu lưng bạn ạ. À con lo chèn. Ui. Đúng rồi, nó khắc chế quá nè. À, thì da mà dọn cái thì vàng dòng phiên bản lớn thế này. Nhìn đi nè, đấm bình thường ạ. One hit liền. Tưởng thế nào. Giời ơi. Victory, ok. Có lên này, ba cái này. Pro. Anh em ơi, sao nó lại nhanh thế à? Hóa lại xem nào. À lại có nữa à. À thế à. Thôi vào đây sơ sơ ra xem có làm gì không nữa. Chúng ta Cetolius nè. Cái like với con nào ta. Scorpoa nè đấy. Cetolius và Scorpoa đấy. Like rồng đấy, mình có thể like hai con rồng nhau. Sẽ ra một rồng 28 giây, con rồng nào like càng lâu thì chứng tỏ con rồng đấy càng mạnh. Nhưng bạn nhầm, mình đọc hay nhầm quá. Cái gì đây? War Talker này. Ôi rồi, toàn mấy cái này mình không hiểu mấy bạn ạ. Ui lắm vãi rồi luôn. Đâu có cái gì? Ui nó bán rồng mà nè. Rồng ở đây mua như thịt cá ngoài chợ đấy. Rồng đi mua như thịt cá ngoài chợ đúng bạn. À hệ nước và hệ lá mình mua ở đây đấy bạn. Đấy, đây gọi là không gì khó, chỉ sợ xiền không có mà thôi. Đấy, có hệ lá này bạn. Lấy xiền ấp hệ lá. Ui hệ lá 19 phút. Nhưng mà mình có thể ấp nhanh bằng cách là ok. Ok, đúng là không bị khó, chỉ sợ tiền không có mà thôi. Đấy. Hệ lá mình sẽ mua căn nhà hệ lá ở đâu ta? Mình sẽ mang thêm farm food. Đấy, tức là người ta gọi là gì nhỉ? Khó nói thế nhỉ?
người ta gọi là à đúng rồi, nhà farm thức ăn đấy, nghe thế là chất nhá. Đấy rồi, đúng rồi. Rồi mình cần cái xốp, bạn ạ, mình mở cái xốp này, mình mở cái xốp lên này, mình sẽ lấy con ở đây, cái khu vực sinh sống của con ấy đây, mình sẽ cho cái con rừng rồng lá ở đây đấy, lá ngay bên cạnh lửa, thế nó mới chất. Ui ôi lâu thế. Rồi danh 8 lục bạn nào, quá đẳng cấp. Ui wow, một con rồng chỉ vài đồng ngàn đấy, nhưng mà 50 kim cương với xèo 98% luôn, rẻ thế. Nhưng thôi em không có tiền anh ạ, em không có tiền nha, xin lỗi, sorry. Ok mình sẽ đẻ con này ra đấy, cho con này vào đây đấy, ấp trứng rồng đây. Ok feed liền. Ok mình sẽ nâng cho nó lên này, mình xem như nào. Thôi chắc con này nó hệ lá thì nó hệ lá nó cũng khác được đấy các bạn, mình sẽ nâng lên tí, mình sẽ nâng lên cho bạn, hệ lá cũng khác được nhiều hệ phết đấy, không phải dạng vừa mô. Ok đây, đây là đời con cái đầu tiên trong dàn rồng mình đấy, rồng mình gọi là rồng vô nhân tính, à nhầm, vô giới tính đấy. Ok sẽ là kinh 871, tôi tưởng 4.000 máu. Ui con này yếu lắm, thật chắc là mình để cho nó có đấy bạn, nhớ may có cái nào đây, cái quả trứng rồng củ chuối của mình đây đấy. Thôi mình chắc là khi nào mình sẽ bán trứng rồng đi, bán trứng rồng như bán ấy thôi. Rồi vào đây, let's go phan à, đấu này chưa đi, 500 luôn à, đẳng cấp dữ vậy. Con rubis bạn ạ, rubis thì mình sẽ cho là Christina Rudalo lên, à C7 lên đây, lên xúc cho nó quả ai keep phát ai keep này, vào lưới liền. Ồ hệ băng hình như bị hệ hệ nước thì bị hệ băng, hệ nước hình như là dập hệ lửa, đúng rồi. Rồi ok mình sẽ sử dụng vàng dòng luôn này các bạn, này vàng dòng nuclear hit đá what hit đèo đấy, mặc dù yếu đi nhưng mà đó lo che cái quả này nữa. Ui không đam luôn kìa, vô lý. Mình đang lên danh cho cái con con này là C7 nên là mình sẽ cho skill con này hệ băng chứ mà hệ nước bạn ạ, cái tia Snowstorm đấy, bão tuyết đéo vẫn hoàn hit đấy, shoot phát chết liền victory đấy. Ok claim 500 này. Ui ui con lên danh như bạn đấy, cày cày nhiều lên gen liền. Thôi con này sell đi đấy, bán rồng như bán tiền này đấy, không việc gì khó mà đấy, khó khăn thôi đấy, đừng trách anh nhá, tại vì em có quá nhiều lần nên thôi anh bán đi đỡ tốn dư đồ đấy. Go Master, mình mà có con này danh C đỏ. Ok con kia là màu đấy các bạn, mình sẽ lấy con hệ lá rồi đấu trước này. Hệ lá, hệ lá, ui nó có hệ bóng tối các bạn, hệ bóng tối thì hình như bị hack bởi vì ánh sáng mà, bóng tối hệ nước, ui toàn hệ nước đấy các bạn. Sẽ đầu đến chiêu cuối cùng Fred Messita, ui 2006 luôn, quá đẳng cấp. Hệ đất, ui hệ đất hình như không, hệ đất bị khắc bởi hệ nào ta, không có hệ nào khắc hệ đất của mình ạ. Mình sẽ lôi cái con vang dòng ra, mày mày tới số mày rồi, tới số mày rồi, hết chọn. Ôi rồi ăn chít rồi, rồi sẽ cho nó khỏe hơn mình ạ. Mình sẽ cho ơi chết sân này là mình cho con, mình cho con Scopter vào đây ta. Ok đi, cho hệ đất vào này, bốc phét thần trưởng này, dán thế mong chết hơi vứt rồi, bốc phét thần trưởng ấy, ui đất thần trưởng đấy, chết liền. Trời victory là xem nào, 7/8 rồi, mình sắp lấy được rồng cung phu quá nè. Rồi rồi chắc là mình vào đấu nốt cái butter rồi. Ồ ấy có gì đây, let's go quit nhiệm vụ quay lại nhiệm vụ. Ok let's go everybody, đó team mình hiện tại đang vẫn là mạnh nhất rồi. Ui long tre không tên vẫn đang là mạnh nhất à, đất để nó khối phát là đúng. Ui long tre kim mạnh vậy. Ok mình sẽ đổi, ôi ôi hệ đất, hệ đất sakura hit đá phát chết đấy.
Đấy, con này hình như bị khắc chế này. Con này hình như bị khắc chế này. Shadow Salon, Shadow Storm. Wow. Ui, mạnh vậy. Vàng dòng, lên vàng dòng ơi. Mời tới số mày ơi. Đấy. Đấy số lên. Ôi. Con này có bị bao nhiêu đam đây? Con này hệ lửa đúng không? Ui, nuclear. Hit. 3000 đam. Không nên tóm lại ơi. Nó cũng hệ lửa mình mà mình sẽ cho quả này đây. Snowstorm bèo bay màu đấy, nó phải đẳng cấp. Ui, càng ngày càng lên danh càng cao quân ạ. À, kinh dữ hay. Sao mình đánh danh càng cao thì địch càng mạnh vô lý. Em thôi cái gì đó. À, xem nào. Ở đây mình nhớ là có dịch vụ mua dòng ở đây mà. Đâu ai dịch vụ mua dòng đâu, bán dòng như bán dòng của cả đầu đây rồi. Một con dòng nước mình sẽ để ở đây để hát tự để cho nó nở đi. Nào, let's go. Team để xem con nào mạnh nhất nào. Feed ra. Ồ chứ đây là cho ăn con ạ. Ok. Xem con nào mạnh hơn không? Nào. Mình sẽ feed. Ồ chứ mình sẽ Second Dragon, mình phải có thể thay dòng được. Con này 7000 máu, 1300 sát thương. Wow, mạnh nhất liền. Này bao nhiêu? 6000 máu, 1130 sát thương. Ui, Etorian. Cứ tưởng 3000 đam. Ui giời, vàng dòng 4000 máu và 914 sát thương. Ơi, có 914 sát thương rồi à? Ít vậy. Ui, vàng dòng level 15 đi. Rồi, con này đang hạng giờ, danh giờ con ạ. Ok. Team đấu cuối cùng này. OMG, liệu đây có phải là lần thất bại của mình không đấy anh? Nó lần này thôi các bạn. Đấy, bởi vì cái này nó cũng hơi dài rồi. À đù, mình không có quan hệ nước nào nên cũng chả khắc chế được bạn ạ. Rồi. Stunit tèo. Ui, sao có 2000 đam này. Nuclear. À, ui. Ui, con này nuclear hit mạnh vậy. Ui, 3000 đam one hit luôn này. Ôi. Mà tới chỗ mình gọi farming hour. Ôi rồi, 3000 đam. Rồi, ăn chít rồi. Hai con máu bằng nhau thì kia đánh trước rồi. Ok, mình cho vang dòng ra. Vang dòng, nuclear hit. One hit cho anh em xem nào. Bèo ơi rồi, bốc xít rồi. Ui, mạnh vậy. Nuclear hit mạnh vậy còn gì. Đấy, con này dễ bị khắc chế. Nô đem bên ngay mà. Lafabo đấy. Ui ơi, có 2000 đam kìa. Ok, con kia sử dụng được chiêu kia thì không đủ tuổi. Farming. Ui. Wow, mình biết được chiêu gì mạnh rồi. Đã chính được chiêu farming bạn ạ. Ice Jeep là cái gì ta? Mình rốt tiếng Anh. Băng gì ấy bạn đấy. Snowstorm tức là báo tuyết rồi. Nuclear hit tức là bom nguyên tử rồi. Đâu là sự lựa chọn của chúng ta đây? Yan. Vì con này nó yếu máu rồi. Vì thế chúng ta sẽ sử dụng Ice Kitip. Đấy. Pèo. Wow. Gai băng quá ạ. Hóa ra giờ mình biết rồi. Mình biết rồi. Qua trò chơi này mình đã biết thêm một từ tiếng Anh nữa. Đấy là chính là Sở Kitip. Đó chính là gai băng. Ở bên gì good job bạn ơi. Đấy. Ôi, chắc là video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Đấy. Nếu có ai quan cho mình một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye.